Tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Sự lễ tổng kết có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Chúc mừng những thành tựu mà Ủy ban về các vấn đề xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hy vọng trong nhiệm kỳ tiếp theo, Ủy ban về các vấn đề xã hội sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động điều hành để thúc đẩy thực hiện những định hướng mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh con người.